Trên tay mình ngay bây giờ đó chính là chiếc đồng hồ Garmin Epic Pro Gen 2, một trong những sản phẩm mới nhất mới được ra mắt của Garmin trong thời gian vừa qua. Thực tế rằng nếu như các bạn đặt ra mình một câu hỏi rằng là có một chiếc đồng hồ thông minh nào có thể đáp ứng được hầu hết nhu cầu của người dùng, thì chắc chắn câu trả lời của mình chính là chiếc đồng hồ này. Nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì phiên bản tiền nhiệm của Epic Pro Gen 2, đó chính là Epic Gen 2, được ra mắt vào tháng 3 của năm 2022. Và chiếc đồng hồ đó cũng là một trong những chiếc đồng hồ thông minh tốt nhất được đánh giá trong năm đó. Với những ưu điểm như là về thiết kế sang trọng này, hiện đại này, được trang bị những công nghệ này và chip cảm biến tối tân nhất của Garmin ở thời điểm đó, cũng như là mang lại rất nhiều giá trị và hiệu suất cho người dùng đạt cái mức điểm gần như là tuyệt đối. Và đặc biệt đó chính là thời gian sử dụng pin có thể lên tới là 15 ngày ở chế độ thông minh cho một lần sạc đối với một chiếc đồng hồ đang sử dụng màn hình AMOLED, thì đây là một con số vô cùng ấn tượng. Tiếp nối sự thành công của phiên bản tiền nhiệm thì trên tay mình ngay bây giờ đó chính là chiếc đồng hồ Garmin Epic Pro Gen 2, một chiếc đồng hồ mà mình đánh giá rằng là nó đã gần như chạm ngưỡng là hoàn hảo. Với một thiết kế vẫn để lại rất nhiều ấn tượng từ phần viền benzen và ốp lưng của chiếc đồng hồ này được làm bằng chất liệu titanium, mặt kính bảo vệ màn hình được làm bằng chất liệu sapphire và như các bạn thấy thì đây cũng sẽ là màn hình AMOLED mang lại hình ảnh vô cùng sống động và sắc nét. Ở đây thì dạng màn hình này cũng là có màn hình cảm ứng nhé, nó rất là nhạy này, có thể phản hồi ngay tức khắc theo yêu cầu của người dùng. Với Epic Pro Gen 2 cũng được định hình là một chiếc đồng hồ thông minh hỗ trợ về tập luyện thể thao. Vậy nên thì cái việc là được trang bị cái phím cơ là điều không thể thiếu rồi, để giúp cho chúng ta có thể dễ dàng điều khiển hơn trong những trường hợp như là tay chúng ta bị ướt này, hoặc là khi chúng ta ở dưới nước này, hoặc là khi các bạn đeo găng tay khi đạp xe chẳng hạn, thì với lúc đó thì điều khiển ở cảm ứng rất là khó và nhiều khi sẽ không theo mệnh lệnh của các bạn. Và với những cái phím cơ truyền thống của Garmin này ở đây thì chúng ta sẽ có được những tác vụ riêng biệt này và giúp cho việc điều khiển trở nên linh hoạt hơn, dễ dàng hơn ở trong tùy những trường hợp trên. Tất nhiên là với phiên bản nâng cấp này thì chúng ta cũng sẽ có một vài cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm, như là chúng ta sẽ có đa dạng hơn về kích thước này. Hiện tại thì chúng ta sẽ có 3 kích thước khác nhau là 42 này, 47 và 51mm. Và hình ảnh các bạn đang thấy ngay bây giờ đó chính là chúng trông như thế nào khi ở trên cổ tay của mình với kích thước là 160mm nhé. Và với việc đa dạng hơn về kích thước cũng sẽ đa dạng hơn về khách hàng, khi mà nó có thể phù hợp được với cả cổ tay của nam này, cổ tay của nữ này, dành cho những người cổ tay nhỏ hay là cổ tay lớn đi chăng nữa thì đều có thể tìm được cái sự lựa chọn phù hợp với cả cổ tay của mình. Thứ hai đó chính là về một hệ thống đèn flash ở đây. Ở toàn bộ kích thước từ 42 này, 47 cho đến 51mm thì chúng ta đều được trang bị hệ thống đèn flash này nhá, với hai tông màu chính là tông màu trắng và tông màu đỏ. Với hệ thống đèn này thì mình thấy rằng nó có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, khi mà các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta đi chạy buổi tối này, hoặc là các bạn sẽ luôn chủ động trong mọi tình huống khi mà chúng ta có một cái đèn pin ở trên cổ tay. Trong những trường hợp khẩn cấp mà các bạn cần tìm kiếm sự trợ giúp thì chúng ta cũng có thể chuyển cái hệ thống đèn flash này chuyển thành cái hệ thống đèn chớp để hỗ trợ trong những trường hợp như vậy. Và thứ ba, có thể dễ dàng nhìn thấy rằng khi mà chúng ta nhìn sang mặt sau thì đây chính là chip cảm biến mới của Garmin, chip cảm biến đo nhịp tim thế hệ đời thứ 5. Cái chip này hiện tại chỉ có được trang bị ở trên chiếc đồng hồ Garmin Epic Pro Gen 2 này và ở trên chiếc đồng hồ Fenix 7 Pro mà thôi nhé. Một trong những cái yếu tố quan trọng khi mà chúng ta quyết định đi mua một chiếc đồng hồ thông minh đó chính là về khả năng theo dõi về sức khỏe của nó sẽ như thế nào. Thì với trên chiếc đồng hồ Garmin Epic Pro Gen 2 này được trang bị khá đầy đủ những công cụ để hỗ trợ cho người dùng có thể theo dõi được về hoạt động hàng ngày và sức khỏe của họ thay đổi như thế nào. Chúng ta sẽ có những chỉ số liên quan đến về nhịp tim này, rồi mức độ căng thẳng này, nồng độ oxy trong máu SpO2, pin cơ thể hay cả về giấc ngủ đêm hôm trước của bạn ra sao, thì trên chiếc đồng hồ này đều có thể theo dõi được một cách rất là chi tiết và chuyên sâu nhé. Cá nhân mình thấy rằng thì trong cuộc sống hàng ngày thì với những công cụ này sẽ giúp cho người dùng có thể hiểu rõ hơn về thể trạng của cơ thể. Đặc biệt là với cá nhân mình, trong những ngày làm việc căng thẳng chẳng hạn, nếu như mà mình bị đau đầu này hoặc cảm thấy mệt mỏi thì trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ sử dụng đến một cái tính năng có tên là ảnh chụp cơ thể. Với tính năng này thì nó sẽ giúp cho mình có thể biết được 4 chỉ số cùng một thời điểm, đó chính là về nhịp tim này, rồi mức độ căng thẳng này, nồng độ oxy trong máu SpO2 và nhịp thở trên phút. Thì từ đây mình sẽ tìm được nguyên nhân và lý do để gây ra cái việc là mình bị mệt mỏi hoặc đau đầu ở thời điểm đó. Nếu như là ở mức căng thẳng quá cao thì mình sẽ có những bài tập để thay đổi được về cái mức giảm thiểu cái mức độ căng thẳng đó, giảm thiểu mức độ stress xuống. Hoặc là nếu như mình cảm thấy bị khó thở chẳng hạn thì có thể là do cái chỉ số nồng độ oxy trong máu SpO2 của mình đang quá thấp chẳng hạn, thì mình sẽ có những cái phương án để giúp cơ thể mình có thể phục hồi được thể trạng tốt nhất. Vậy nên thì mình thấy rằng là với chiếc đồng hồ Garmin Epic Pro Gen 2 có thể cung cấp cho chúng ta có thể tìm hiểu được cái sự thay đổi của cơ thể và biết được lý do tại sao cơ thể của chúng ta ở thời điểm đó đang gặp những trường hợp như vậy. Thì từ đây chúng ta sẽ có những cái phương án để mà mang lại được cái thể trạng cơ thể tốt nhất.
Nhìn chung thì với những công cụ mình vừa liệt kê ở phía trên thì với chiếc đồng hồ Garmin Epic Pro Gen 2 này có thể mang lại rất nhiều giá trị cho người dùng trong việc theo dõi về sức khỏe và hỗ trợ theo dõi hoạt động hàng ngày của họ, giúp cho họ có thể biết được là các cái chỉ số về cơ thể của chúng ta thay đổi như thế nào và từ đây có thể hiểu rõ hơn một cách chuyên sâu và chi tiết về những chỉ số đó. Thứ ba, đó chính là về hỗ trợ về tập luyện thể thao. Garmin Epic Pro Gen 2 là chiếc đồng hồ được trang bị gần như toàn bộ những môn tập luyện thể thao mà các bạn có thể nghĩ tới, từ những môn như là liên quan đến quần vợt như là về tennis này, cầu lông này, bóng bàn này, hay là những môn đồng đội như là bóng đá, bóng rổ, bóng chày, hoặc là những môn về phổ thông như là chạy bộ, đạp xe, bơi lội, hay là những môn trong phòng gym chẳng hạn như là chạy máy hay là cardio pilates thì đều được trang bị trên chiếc đồng hồ này nhé. Và em nó có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều các chỉ số trong quá trình luyện tập như là về khoảng thời gian này, tốc độ, nhịp độ, nhịp tim và cả lượng calorie tiêu thụ trong quá trình luyện tập nữa. Tuy nhiên thì nó không chỉ dừng lại ở đó. Nếu mà dừng lại ở vậy thì nó chỉ giống những chiếc đồng hồ thông minh khác trên thị trường mà thôi. Cái điều đặc biệt ở trên chiếc đồng hồ Garmin Epic Pro Gen 2 là em nó còn dựa vào toàn bộ những kết quả luyện tập của các bạn để đánh giá được là cái bài tập của các bạn có mang lại giá trị như thế nào. Đầu tiên phải kể tới đó chính là về chỉ số VO2 max hay gọi là tuổi thể chất. Với chỉ số này giúp cho người dùng có thể hiểu rõ được về thể lực của các họ ở thời điểm hiện tại đang ra sao. Thứ hai đó chính là về tải luyện tập hay gọi là trạng thái luyện tập. Với công cụ này giúp cho người dùng có thể biết được là cái khối lượng luyện tập của họ trong 7 ngày gần nhất đang như thế nào. Mình lấy một ví dụ nhé, nếu như nó ở mức quá tải thì đồng hồ sẽ gợi ý cho chúng ta là nên giảm tải cái bài tập số này. Còn nếu như ở mức duy trì thì nên duy trì cái bài tập đó để đạt được hiệu suất luyện tập tốt nhất. Thứ ba đó chính là những bài tập gợi ý. Đồng hồ sẽ dựa vào những cái chỉ số về thể lực của bạn này, rồi những bài tập về khối lượng luyện tập trong tuần của bạn trong 7 ngày gần nhất này, thì đồng hồ sẽ dựa vào đó để có thể đưa ra được những bài tập hàng ngày. Ví dụ như là đặc biệt trong môn chạy nhé, chúng ta sẽ biết được là hôm nay chúng ta nên chạy với tốc độ là bao nhiêu, trong khoảng thời gian như thế nào. Từ đây sẽ giải đáp được những cái câu hỏi hàng ngày của chúng ta là nên tập bài gì và tập như thế nào luôn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái chỉ số rất là chuyên sâu để hỗ trợ dành cho những ai thích tập luyện về những môn như là chạy ultra running này hoặc là chạy trail run chẳng hạn. Ví dụ như là để điểm leo dốc này, cho các bạn hiểu rõ được về khả năng leo dốc của chúng ta ở thời điểm hiện tại là như thế nào. Thứ hai đó chính là về điểm sức bền, cho các bạn biết được là cái khả năng duy trì và sức bền của bạn ở thời điểm hiện tại là ra sao. Cũng như đánh giá là trong vòng 4 tuần gần nhất với những bài tập như vậy thì nó có cải thiện về cái sức bền của bạn hay không. Thứ ba đó chính là về động lực học chạy bộ. Ở trên chiếc đồng hồ Garmin Epic Pro Gen 2 này cũng được trang bị khá đầy đủ những cái thông số liên quan đến động lực học chạy bộ. Tại đây chúng ta sẽ biết được chiều dài sải chân này, thời gian tiếp đất cân bằng này, rồi guồng chân, tốc độ, lực như thế nào. Và ngày trước thì để có được những chỉ số này thì chúng ta sẽ phải mua thêm những cái cảm biến bên ngoài như là cái chip cảm biến HRM Pro Plus này hoặc là Run Dynamic Sport. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ không cần phải trang bị thêm những cái cảm biến như vậy nữa mà nó đã được tích hợp sẵn ngay trên chiếc đồng hồ này rồi. Nhìn chung với những cái thông số ở phía trên thì nó sẽ giúp cho người dùng từ cơ bản cho đến nâng cao, từ những người mới bắt đầu hay thậm chí là những người chuyên nghiệp đi chăng nữa thì đều có thể sử dụng cùng với chiếc đồng hồ này. Và nó mang lại những cái chỉ số rất là chuyên sâu và giúp cho người dùng có thể hiểu rõ một cách chi tiết về quá trình luyện tập của họ. Thì từ đây thì họ có thể hiểu rõ về quá trình luyện tập này thì nó đang ở ngưỡng như thế nào để có thể đưa ra những sự thay đổi và những về những cái giáo án này và bài tập này để có thể đạt được hiệu quả luyện tập tốt nhất và đạt được cái mục tiêu mà họ đề ra trong khoảng thời gian ngắn nhất nhé. Phần thứ tư đó chính là về những tính năng thông minh. Một trong những cái ưu điểm của những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Garmin đó chính là nó có thể kết nối được rất ổn định với cả hai hệ điều hành phổ thông nhất ở thời điểm hiện tại, đó chính là iOS này và cả Android, thông qua một ứng dụng có tên là Garmin Connect. Tại đây thì chúng ta có thể đồng bộ được các hoạt động trong ngày này, giúp các bạn có thể theo dõi một cách chi tiết hơn về hoạt động hàng ngày của các bạn như thế nào. Và khi kết nối với điện thoại thông minh của các bạn thông qua ứng dụng Garmin Connect này thì đồng hồ cũng có thể nhận được thông báo về tin nhắn tới và cuộc gọi tới nhé, để giúp chúng ta có thể theo dõi được tất cả những cái thông tin trực tiếp trên chiếc đồng hồ này luôn. Ngoài ra thì với việc được trang bị một bộ nhớ trong lên tới là 32GB thì nó sẽ giúp cho việc là chúng ta có thể lưu trữ lên tới là gần 2.000 bài hát trực tiếp lên chiếc đồng hồ này luôn, để giúp cho việc là khi các bạn muốn đi tập ở bên ngoài như là về chạy bộ, đạp xe hay là tập trong phòng gym chẳng hạn mà muốn nghe nhạc thì không nhất thiết phải mang theo điện thoại nữa. Chúng ta chỉ cần một cái đồng hồ này và một cái tai nghe Bluetooth là có thể nghe nhạc được trong quá trình luyện tập rồi. Hơn thế nữa là ở trên chiếc đồng hồ Garmin Epic Pro Gen 2 này còn được trang bị một cái hệ thống về thời tiết cực kỳ chi tiết để giúp chúng ta biết được là về nhiệt độ này, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp này, nhiệt độ ở thời điểm hiện tại này, tốc độ này, hướng gió này, độ ẩm trong xương này và chỉ số UV ở thời điểm hiện tại như thế nào, nó có tốt hay là xấu hay không. Và có thêm được cả về một cái bản đồ để theo dõi được ba chỉ số yếu tố quan trọng, đó chính là về lượng mưa này, rồi nhiệt độ này và hướng gió, tốc độ gió thay đổi như thế nào trong ngày một cách rất là chi tiết và cực kỳ thú vị. Phần thứ 5 đó chính là về độ chính xác.
Như mình đã nói phần đầu video thì Garmin Epic Pro Gen 2 là một chiếc đồng hồ được trang bị những cái công nghệ này, chip cảm biến tối tân nhất của Garmin ở thời điểm hiện tại để hỗ trợ cho việc theo dõi về sức khỏe cũng như là tập luyện thể thao tốt nhất của Garmin rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một vài cái mà mình sẽ liệt kê ra. Đầu tiên đó chính là về chip cảm biến Ornithine thế hệ thứ 5 này. Thứ hai đó chính là chip cảm biến con quay hồi chuyển thì để hỗ trợ cho những môn tập luyện thể thao trong nhà có độ chính xác cao hơn. Và cuối cùng đó chính là chip định vị độc lập và có công nghệ là đa băng tần GNSS, công nghệ tối tân nhất của Garmin ở thời điểm hiện tại để giúp cho chúng ta có thể theo dõi được hoạt động ngoài trời trở nên chính xác hơn, kể cả là khi các bạn di chuyển ở những cái khu vực mà nó có nhiều vật cản ở trên đầu như là ở những nơi có nhiều nhà cao tầng hoặc là cây cối chăng nữa, thì với công nghệ đa băng tần GNSS vẫn sẽ hỗ trợ theo dõi được cái độ chính xác rất là cao nhé. Cá nhân mình đã có những bài trải nghiệm thực tế này với những cái biểu đồ các bạn thấy ngay bây giờ về phần nhịp tim, đó chính là với so sánh trực tiếp với cả dây đo nhịp tim chuyên dụng của Garmin là HRM Pro Plus đấy, thì độ chính xác gần như tuyệt đối lên tới là 98-99% như cái biểu đồ các bạn đang thấy đây. Còn về thể tập luyện thể thao ngoài trời thì với cái phần bản đồ mà được vẽ lại bởi cái chip cảm biến ở trên chiếc đồng hồ này, có thể thấy rằng nó rất là mượt và đúng với cung đường mình chạy. Và cả với những môn tập luyện trong nhà thì độ chính xác có thể lên tới là 98-99% nhé. Vậy nên là các bạn có thể yên tâm rằng là với chiếc đồng hồ này có thể thu thập được toàn bộ thông tin của chúng ta với độ chính xác rất là cao. Và phần cuối cùng của video ngày hôm nay thì mình nói tới đó chính là về phần pin của chiếc đồng hồ này. Pin là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng khi chúng ta quyết định mua một chiếc đồng hồ thông minh. Bởi vì chúng ta sẽ cảm thấy rất là phiền toái khi mà phải sạc mỗi ngày giống như là một chiếc điện thoại thông minh đúng không? Thông thường với những chiếc đồng hồ thông minh khác trên thị trường như là Apple chẳng hạn, Apple Watch ấy, thì các bạn sẽ phải sạc lại rơi vào khoảng 18 giờ. Hay là với những chiếc đồng hồ thông minh khác như là Samsung Active thì các bạn chỉ sử dụng rơi vào khoảng từ 2 cho đến 3 ngày với một lần sạc mà thôi. Còn với Garmin Epic Pro ở tùy từng phiên bản nhá thì chúng ta có thể sử dụng lên tới là từ 10 ngày cho đến 31 ngày ở chế độ thông minh cho một lần sạc. Mà mình lưu ý các bạn ở đây là chiếc đồng hồ đang sử dụng màn hình AMOLED nhá. Mà với con số sử dụng như vậy là con số cực kỳ ấn tượng cho một chiếc đồng hồ thông minh thì nó gần như là đánh bại được hầu hết toàn bộ những chiếc đồng hồ thông minh khác trên thị trường ở thời hiện tại ở trong cùng mức giá nhá. Và để có thể các bạn hiểu rõ hơn chi tiết về thời gian sử dụng pin của những chiếc đồng hồ này, bởi vì chúng ta có tới là 3 kích thước khác nhau là 42, 47 và 51mm, thì mình sẽ để một cái bảng ở đây để các bạn tự theo dõi nhé. Và vừa rồi là một vài thông tin về chiếc đồng hồ Garmin Epic Pro Gen 2, một trong những chiếc đồng hồ thông minh mới nhất của Garmin ở thời điểm hiện tại. Đây là một chiếc đồng hồ mà cá nhân mình đánh giá rằng là nó có một thiết kế rất sang trọng, hiện đại, mang lại ấn tượng cho người dùng, có thể ứng dụng nhiều trong cuộc sống khi mà chúng ta có thể mang đi làm, đi chơi hay thậm chí đi tập luyện thể thao của mấy chiếc đồng hồ này thì hoàn toàn rất là ok. Tiếp đến là em nó còn được trang bị những cái công nghệ này, chip cảm biến tối tân nhất ở thời điểm hiện tại để hỗ trợ cho việc là người dùng có thể theo dõi được các cái chỉ số liên quan đến về sức khỏe này và hỗ trợ tập luyện thể thao với độ chính xác cực kỳ cao. Và nhìn chung thì với chiếc đồng hồ này gần như là chúng ta sẽ không có điểm gì để phàn nàn cả, và tất cả những cái yếu tố, những cái công cụ, những cái tính năng mà chúng ta đang tìm kiếm trên một chiếc đồng hồ thông minh đều có sẵn trên chiếc đồng hồ này. Và tất nhiên thì sản phẩm này đều đang có sẵn tại các showroom của An Tiến rồi. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.